Tại ngôi nhà yên bình ở vùng nông thôn Hàn Quốc, cô Shin Aromi tập yoga và ngủ bao lâu tùy thích. Thậm chí cô khuyến khích hơn 200.000 người theo dõi trên YouTube của cô không cảm thấy tội lỗi khi tận hưởng cuộc sống độc thân. Không kết hôn là thành tựu lớn nhất của tôi vì tôi chưa bao giờ lấy hôn nhân làm mục tiêu, ngay từ khi còn rất trẻ. Việc làm một người vợ đảm, một người mẹ đảm đang, lập gia đình chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tôi. Mục tiêu của cuộc đời tôi là kiếm ra tiền và tự do du lịch đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Mọi người nói với Shin rằng phụ nữ không sinh con là một thảm họa, nhưng cô không nghĩ vậy. Khi tôi nghĩ về những mặt trái có thể có của việc không có con, thì chẳng thấy có gì cả. Thảm họa thực sự là khi chiến tranh nổ ra. Chứ cuộc sống của tôi ổn kể cả khi không có con. Shin đã viết về niềm vui mà cô tìm thấy khi từ bỏ những kỳ vọng của xã hội và sống cuộc sống một mình. Cuốn sách cô viết về cuộc sống một mình rất tốt đã trở thành một tác phẩm ăn khách bất ngờ, nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất ở Hàn Quốc, với sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ từ những phụ nữ độc thân ở độ tuổi 30, mà còn từ thế hệ trước. Cô say mê viết trong cuốn sách về việc có quyền tự do lười biếng như mình muốn và không bị chỉ trích vì điều đó. Các chuyên gia cho rằng nhiều thanh niên Hàn Quốc từ chối kết hôn và có con, một phần vì lý do kinh tế. Nhưng ngoài ra, Hàn Quốc cũng vẫn còn bảo thủ về mặt xã hội, việc làm cha mẹ đơn thân bị phản đối. Phụ nữ đã kết hôn thường phải bỏ việc dành thời gian làm việc ở nhà và chăm sóc con. Cuộc sống trước đây của Shin ở Seoul thật khốn khổ vì phải chịu đựng việc đi làm mệt mỏi, căng thẳng và bị ngược đãi. Còn hiện nay cô cho biết một video trên YouTube kiếm được gấp 5 lần số tiền cô từng kiếm được hàng tháng khi làm công ăn lương ở Seoul. Những người đã lập gia đình thường nâng ảnh con cái và chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của họ. Không ai chỉ trích điều đó cả. Nhưng khi tôi nói mình hạnh phúc thì một số người kịch liệt phản đối. Họ dường như nghĩ là không thể nào có chuyện đó được. Theo Shin, những người sống một mình cũng hướng tới hạnh phúc và điều này cần được tôn trọng.